Được má, vụ gì vụ Thế gì vụ gì vụ gì vụ gì bông nậu lên có khác, không phải là có bài vở được không, cũng phải là sàng tới sàng lui. sao tự nhiên xong cái Facebook nó đòi update hay rồi mà không update, nó không có hiện cái camera lên gai đó đặt play quay Ok update. Ai biết đâu được, nó căm thù tao mà sao tao đâu có biết đâu. à. Nội dung không đủ mà nó thấy tao lên tao tao nó tái nó thấy tao lên như mày hoài, nó ghen ghét thì sao mà tao không hiểu được rồi chứ có điều. Nội dung không, nội dung của câu chuyện hôm nay là nói về vấn đề và mấy cái tổ chức nhân quyền đó, phải không? Dạ đúng rồi, nó kêu gọi chính phủ Nhật Bản là nên lên án Việt Nam vân vân mây mây gì đó. Cái chiêu bài này đủ hầu như là hàng năm mà nó quen rồi, đủ nó làm 47 năm thì 47 lần rồi, đủ mấy anh ra không cần quan ngại. Nhưng mà nó có một cái điều như vậy, nó buồn cười ở chỗ này là nó kêu gọi mà mày phải hiểu cái điều này là một cái đất nước nào đó mà khi hợp tác làm ăn ở Việt Nam là người ta lấy vấn đề lợi ích của đất nước họ. Còn cái đám mà nhân quyền á mà nói ra thì người ta coi thuộc về cái dạng như mà kiến dế không, cho nên vì cái đó là không cần phải quan tâm. Nó có nhiều cái nghịch lý, nó buồn cười là cái kiến dế mà để đòi so với lại cái toàn là cái chuyện tào lao không, dựng chuyện rồi mà đâu phải mới đâu. Có nghĩa là ở đây cái chuyện này nó xảy đi lặp lại, nó có một quy trình rồi đủ quá, nó cứ tới ngày đó gần tới ngày 30 tháng 4 là nó dựng đứng nó nhảy dựng lên đồ xong vậy. Thì đó là thuộc những cái thành phần gọi gan ăn tức ở thôi, nó không quan trọng đó, mình không có không quan quan tâm. Bởi vì cũng như tất cả mọi người cũng đều hiểu rằng là thì cái sự nhân quyền của Việt Nam mình cũng giống như cái bà Nguyễn Thị Bình đã nói là nếu mà các cái phương Tây thì không có cửa đi nói chuyện, Anh chào nhưng mà Mayo nói rằng thì nói vậy thôi, chứ còn nó muốn đóng kệ cha cái hơi sức đâu mà để ý. Thì bởi vì ta nói cho bạn nghe, nếu mà Việt Nam mình không có nhân quyền thì làm gì có ghế nhân quyền ở Liên Hợp Quốc, làm gì có một đội quân mà coi như là đi ra những cái đội quân của Liên Hợp Quốc cử đi để mà coi như ra coi bên châu Phi để mà làm những cái chuyện mà thiện nguyện. Về rõ ràng không, có nghĩa là cái ở một cái nó một cái đất nước mà Việt Nam mình nó có một đội quân tình nguyện đi qua cái Dạ. như nơi đội quân tình nguyện, mà nó có cái chỗ này hay lắm nè. Cái đội quân tình nguyện của mình đó qua những cái nơi mà đất nước bất ổn, chả gì là châu Phi, Nam Sudan, các cái mà hiện giờ đó là những cái bộ tộc mà hầu như là họ chiến tranh triền miên về đề sắc áo đủ đại khái vậy. Nhưng mà các nước khác thì không dám vô, tại vì vô thì nó bắn chết rồi. Nhưng đặc biệt thì Việt Nam mà là dưới lá cờ nên tự ghi đoàn đó là đoàn của Việt Nam mình sẽ cho qua tỉnh bơ mày, có nghĩa là họ ưu ái, họ biết rõ và họ hầu như hai bên luôn chứ không có một bên là Việt Nam mình đi vô giống như chỗ không người đó. Thì đó là cái niềm tin mãnh liệt của tất cả những cái giống dân mà những người mà những nước mà xào xáo về vấn đề nội bộ về chiến tranh sắc tộc là cái đại khái như là châu Phi gì đó, Nam Phi thì Sudan các cái gì đó, thì Việt Nam mình là số 1. Cái đó nói lên tất cả rồi, không cần phải bàn cãi gì cả. Ở đây đồ Trịnh Quốc Thi nó moi đâu được một cái truyền đơn cũ hồi xưa đã cũ mà tao ngồi tao nghe tao tức cười, tao cho tụi bay coi mà tao đọc tao nghe tao cho tụi bay coi tao mới đọc. Bây giờ tao nghĩ cái chuyện này nó qua 47 năm rồi, nhưng bây giờ mình mới đọc lại cái này, mình không phải là mình khơi dậy cái chuyện mà chính trị chính trị. Cái này nó cũng giống y chang như cái mà người nói là những người mà tai to hoặc là những cái mà to mồm người nó về nhân quyền Việt Nam á, thì ta cho tụi con cái điểm đó là vui nè, cái này rất là vui nè. Tao thì hay là hay hay kỳ á, cho nên đây là mày thấy chưa, mày đọc Dạ. rõ ràng đi: thân gửi các bạn trong hàng ngũ mặt trận giải phóng miền Nam, với khả Dạ. năng vô tận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng đồng minh, Dạ. các bạn lấy gì làm hy vọng chiến thắng luôn. Thấy không? Đó, thấy một người cái này là cái chuyện đơn đó, nó rải vào trong rừng đó, nó rải trong rừng hồi xưa mặt trận Việt Nam trong rừng mà nó rải trong rừng ngoài sau cái cùng quỷ trận Trung Quốc xưa, nó coi nó còn cái tờ đơn này nó đưa ra cho mình coi thì mình thấy tức cười. Mà thấy rõ ràng không quý à, đọc lại một lần nữa nè: thân gửi các bạn trong hàng ngũ mặt trận giải phóng miền Nam, với khả năng vô tận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng đồng minh, các bạn lấy gì làm hy vọng chiến thắng? Có nghĩa là không bao giờ, chừng mà mất bạn đã 47 năm rồi.
Thấy là tức cười quá, mà thấy là đây là cái chuyện cũ, nhưng mà mình muốn nói những điều đó. Có nghĩa là một mặt thì hô hào, một mặt thì tuyên truyền, một mặt nói chung là vậy, nó cũng y chang vấn đề nhân quyền. Nhân quyền đi, cái đội ngũ nhân quyền này nó buồn cười cái chỗ là nó hay xía bỏ vào những cái đất nước mà nó không thích, đại khái là vậy, nó có ác cảm. Bởi vì con người ta nó có buồn cười chứ, mày sẽ công nhận nha, mình nói nhỏ mà nói chuyện nhỏ thôi, hai cái ngày khác chắc nhau ở trong xóm rồi, mình nói chuyện một xóm trọ thôi, đại khái vậy. Hôm nay nó đi chợ đi gặp thằng người chợ, nhưng mà nó mua một bó rau muống, còn mày mua nửa ký thịt bò là đủ má, là nó ghét rồi, đủ má, nó ghét rồi. Là bởi vì sao? Nó muốn lúc nào nó cũng lôi mày xuống, rồi hoặc là nó làm bởi vì nhà mày khá giả nhà nó, hay là nó ghét rồi. Thì ở đây tâm lý mà, có nghĩa là nó thấy mình là đất nước mình ngay từ thời điểm này có lời ăn tiếng nói mạnh mẽ trên cộng đồng quốc tế, rồi có chỗ đứng dựa, nói chung là không biết muốn nói là bây giờ cái lời nói của Việt Nam mình nó có trọng lượng, đại khái là vậy. Thì nó bị nó thấy càng Việt Nam mình càng đi ca lên cao chừng nào thì lại có những kẻ tiểu nhân họ ghét thì ấy, thế thôi, cái chuyện chuyện đơn giản thôi. Nhưng mà nó quên một cái điều là tất cả những nước ta là nhập qua đây, nó không phải nhập qua đây qua Việt Nam hợp tác kinh tế hoặc là làm một cái gì đó, nó không phải vì mấy thằng kiến ghế đó, hoặc là không phải là giác mò đâu, không phải vậy. Họ vì lợi ích kinh tế của đất nước họ, vì lợi ích đất nước của họ, chứ không phải vì cái đám này, đám này chỉ bỏ vô là tụi dạng vừa ăn ké, thấy không? Chẳng cha là đi qua đây ồ có lợi lắm cho mình, ai mà nghe cái lời nói chuyện người bố vậy, khổ quá. Tao nói tụi nó vậy đó. Thì cái chuyện này nó lại xảy ra 4 7 năm, và năm nào nó cũng vậy, hay gần tới ngày 30/4 thì nó có những chuyện rùi mù giống chẳng về bên kia, như bên bên này bên Mỹ này thì họ kỷ niệm những ngày đại khái đó là quyền của họ, mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng họ kỷ niệm. Thì ta đã từng nói rồi, ta cũng là người bên kia vậy, nhưng mà bút bên con người ta nó có hay hay là dở, hoặc là biết hay là không biết được điều đó là do trong cái não của họ. Ví dụ như có từ rồi, cái gì mất thì mất, cái gì còn thì còn. Và cái điều mà ta nói từ qua cái cách đây cũng lâu lắm, mà không có đó, cái ngày 30/4 là cái ngày thống nhất của đất nước, và cái ngày đó là niềm vui vô tận của dân tộc mình. À, thấy chưa? Đó vì chỗ đó người ta không cần phải bàn cãi gì nhiều, cũng không nói gì cả. Và tao dứt khoát là tôi tôn trọng, là tao chính kiến của tao rõ ràng điều đó như là, bởi vì ở đây ngay thường thường á, tôi nói cho mày nghe, một cái đất nước á bị ngoại bang dày xéo thì mới có cái chuyện mà kéo cờ khởi nghĩa, hoặc là lập lại, hoặc là tìm một cái chuyện đó để mà chống lại, hoặc là lập, nếu mà thì cái chuyện còn có lý do là bởi vì có bàn tay ngoại bang, có con người của nước ngoài mà có yếu tố nước ngoài nằm trong chiến Việt Nam hoặc là trong nước mình. Còn ở đây đất nước Việt Nam mà từ Bắc tới chí Nam non sông đường bột giải là ăn thanh bình, chẳng có con ma nào đánh, không có chiến tranh, không có bom đạn, không có yếu tố nước ngoài, không tắt điện tắt đường, không, tất cả mọi người đều vun vén họ làm những cái vấn đề kinh tế, xây ra những cái chuyện về khu du lịch rồi thu hút đầu tư các cái chẳng không, rất là tốt đẹp, không có gì cả, không có một cái yếu tố bất cứ gì cả. Thì lấy cái lý do gì mà để cái làm cách mạng? Mà cách mạng cái gì? Cách mạng là có nghĩa là bị đô hộ, bị ngoại xâm, bị xâm lược thì mới làm cách mạng chứ. Lộ của mày cách mạng cho ai? Cho chó à? Rất kỳ không? Thấy rõ ràng không? Đất Đúng. nước mày rõ ràng đưa vậy thôi, người ta coi nó thành thần cặn bã tao không không nhắc tới, và nó cũng chẳng cái suy nghĩ gì nó Việt Nam cả, bởi vì toàn ở thuộc vậy mà sủa bậy, sủa tào lao, sủa cho nó đúng. Anh có thể anh chê bai đất nước mình không kém phát triển hơi với đất nước ngoài, hoặc là có những chuyện gì đất nước mình chưa tốt chưa đẹp thì anh còn chỉnh lý có nghĩa là anh làm một cái gì đó mà anh giúp đỡ cho đất nước mình, cái này chưa đúng nè, cái này chưa sai nè, hoặc là người ta xét thấy điều kiện, hoặc là thấy ồ anh nói đúng, người ta sẽ chỉnh đốn lại. Còn cái này anh đòi lật đổ không à, mà không biết lý do lật đổ rất ư là buồn cười, lý do lật đổ rất ư là buồn cười. Họ không thích cái chế độ đó, nhưng mà nó đâu có biết rằng 97 triệu dân đã thích cái chế độ đó rồi, nó là một phần test riêu 102 lẻ tẻ, một có hai đứa lên lạng quạng nó ăn nói bừa bãi, tôi đòi lật đổ thấy nó buồn cười, mà thấy nó coi như là chuyện hài thôi chứ mình không có quan tâm đâu. Là bởi vì sao? Cuộc chiến này Việt Nam mình đã minh chứng rồi, nó minh chứng rồi, minh chứng cái điều đó là người dân họ muốn như vậy. Và cái ngày 30/4 tao có từng nói trên live của mình Lưu là tao không có chứng kiến ở trong thành phố Hồ Chí Minh như bây giờ, ngày xưa là Sài Gòn họ ăn như thế nào, từ ngày gần 3 tây 4 tây 5 tây 5 tây mới vào tới Sài Gòn,
đúng không? Là ta không chứng kiến, nhưng mà những cái thước phim tư liệu ta thấy rồi, tất cả người dân Sài Gòn đều ra đường đổ xô phất cờ và đàn ca hát chung với các anh bộ đội. Cái điều đó là người dân người ta muốn như vậy mà, cái điều đó là minh chứng, và Nhà chính vì người dân muốn, người dân lòng muốn, dân, cái đó là lòng dân dân, muốn, đúng không? Lòng dân. dân muốn muốn Dạ. thì đất nước Việt Nam mình nó mới hợp nhất tới bây giờ. Cái điều đó là điều tuyệt vời, làm sao anh chống lại được 17 triệu dân, đúng không? Cái điều đó thì rõ Dạ. ràng thôi. Thì thường có một cái câu là ở nào nơi nào bất công thì nơi đó có cái gì, có một câu là nơi nào Đấu có bất tranh hả? công ở đâu cần. Ngày xưa thì có bất công thật, có xâm lược thật, có khi có ngoại bang thật, mà không phải mà thấy dùng cái chữ đồng minh. Đồng minh là gì? Đồng minh là một đống tần dần nào Philippines, Mã Lai rồi Singapore rồi thậm chí Thái Lan cũng có, nói chung là Hàn Quốc cũng có, là tất tần tật đều giày xé đất nước mình. Điều đó có hẳn rõ ràng, minh chứng lịch sử có luôn, có những tội ác rất ghê rợn, Mỹ là Mỹ Lai các cái đủ thứ cùng lực Dạ. mà có. Thì đất nước Việt Nam mình tự động mà đấu tranh, bây giờ có con ma nào, chẳng con ma nào trên trời đấu cái gì, Rồi. bây giờ thuộc đấu vô đấu gì thấu cái gì, nó rủ tào lao thiệt mình bạn quá thiệt thiệt. Thành ra vì cái chuyện mà nhân quyền cái gì đấy để hái thì rủ, trời ơi khổ quá rủ. Đó là cái điệp khúc, mà điệp khúc mà ngay đi ngay lại như tới như lui, ngay tới lui mà thiệt mà. Thành ra tao không có khe, cái chuyện đó chuyện bình thường. Còn lâu thằng Nhật mới nghe lời tụi bay, Nhật cái đủ nói chứ lo làm kinh tế và nó phát triển thôi, thậm chí nó còn giúp đỡ với vốn ODA mà nó còn phát triển Việt Nam mình, nó giúp đỡ mình về kỹ sư, giúp đỡ về mặt mà từ xưa tới giờ nó còn làm. Mày nói ít thì nó làm ít, và nói nhiều nó còn giúp đỡ nhiều nữa đó. Nó đi đi ngược khoái, vậy đó, mệt quá. Mình giống kiểu như đủ nó chửi Việt Nam sùm nó binh vực Mỹ tá là đủ tưởng sao, mà binh vực là đủ quá, mới đưa một chiếc thôi đủ ba bút mà binh vực nữa đưa mẹ đi nó hạm đội qua luôn, nó chết luôn đó. Còn tụi này chuyên môn là cho phản ứng ngược không à, nó nói cái đủ qua đây nó chửi biết bao nhiêu Việt Nam mình, tại sao không ngã nghiêng qua theo Mỹ, không không tao không ngã, mình không ngã qua nó, nhưng mà nó phải cầu lụy mình, bằng chứng nó đủ, nó cung cấp cho mình đủ. Để tao nói mà rồi, có một cái câu rất là hay là gì, làm kẻ thù của Mỹ là đã khó, mà còn làm bạn với Mỹ thì càng ghê hơn nữa, bởi vì cái này đó lịch sử đã minh chứng rồi, đủ mới đi phủi ta cái sạch rồi xong đủ đi. Và hầu như tất cả các nước đều, cả thế giới đều biết, và Việt Nam mình là một nạn nhân, và Việt Nam mình là kinh nghiệm cái điều đó hơn tất cả các nước khác rõ ràng. Thằng người dúng tay Việt Nam sao quay sao lại mất Bố, đây hả? bố Hả cái gì? nãy bố nói nãy bố nãy bố nói cái câu ấy, con thấy có lý nè. Không nói ấy, thì làm ít, mà càng nói nó làm dữ hơn, đúng không? Đúng Đó, rồi, bữa 26 tháng 4 ấy, thì 26 tháng 4 ừ thì nó đâm chọt chọt với ông ấy. Giờ ông Nhật ông ghét quá, ông chọn ngày 30 tháng 4 hôm qua ông thầm luôn. chào Rồi qua qua ông chào ngày rồi bố 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 hình dung cái đoạn này nè. Qua ngày 30 tháng 4 ấy, tới ngày 30 qua thăm cái bên Việt Nam hỏi dạ thưa ngài, ngài biết hôm nay là ngày gì không? Cái ông Nhật đấy biết chứ, hôm nay là ngày giải phóng thống nhất đất nước Việt Nam và ngày là dân tộc Việt Nam đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho chết Nguyễn Nhau. Khang cay. rượu rượu má, nó còn 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 cay nữa, rượu còn cay nữa, khổ vậy, rượu khổ thiệt tình. Thấy rõ ràng là trời ơi, tao nói rồi, rượu tao nói rồi, tao thiệt mày, nếu một cái đầu mà nói về là chính trị hoặc là để đường lối ngoại giao thì tao thiệt mày, rượu mấy từ kia thiệt mày là học trò cho Việt Nam. Tao nói rõ ràng, tao nói rất là ngàn lần rồi, một đất nước sống bên một cái anh láng giềng khổng lồ, rượu mà bây giờ đứng nhất thế giới, rượu mà không sợ. Còn trong khi đó bên kia nửa nửa bán cầu được đại dương đồ mát, sợ sợ gần sợ dùm mới là kỳ đồ, sợ sợ dùm là sao trời, đồ tao này tao không sợ mày sợ là sao, đồ mát nó kỳ cục, nó có nhiều cái nghịch lý nó buồn cười lắm, nó kỳ khổng Sợ lồ thuê, sợ mướn. rồi, À tôi bố. quá chiêu lạ Sợ lạ thuê, rồi, sợ tôi quá mướn. chiêu một người à. Một anh đủ mà thằng gửi thằng gì ta, thằng Phi Nguyễn là đủ nó ở sát, bữa nào bố về bố lên nơi con anh đang ở sát cửa khẩu gì đó, nó ở đồ thuốc gì đó, tao quên mẹ rồi, nó kêu ơi ta lên cười thấy mẹ luôn, ta thấy ở sát cửa khẩu đi bộ qua luôn sát biên giới luôn, người ta không sợ đồ bên kia nửa bán cầu đồ má, người sợ đồ người sợ Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đồ mà sợ sợ giùm mới là ghê chứ đồ má. Đồ thấy buồn cười ấy, ta thấy nhiều cái nó buồn cười quá tiêu lắm. Ở Việt Nam á, lúc trước có cái nghề gọi là khóc khóc thuê, khóc thuê là trong trong đám ma đó, Không đám nhiều khi ma mà đấy người thân người ta mà về ông đúng rồi, cược khóc thuê thì mình cũng chấp nhận được đi, đúng không? Bây giờ anh không ở ở đâu đâu chắc phương trời xa xôi cách nhau nửa vòng trái đất mà sợ mà thuê. ta ta nói mà nghe mà dắt cái điều đó thành phải là ghê.
thường thường với người mà có cha mẹ chết mà người thân trong gia đình chết khóc không có được, bọn họ không khóc không có được á, tự nhiên họ bước cái đó hồi nhỏ ta biết mà trời, mà mấy đúng người khóc rồi. thê mới là ghê, mấy người khóc thê ra rỉ ghê lắm, lên suốt đêm rủ cả sống đúng. Ngày xưa á mày biết cái chùa quê ghê, mấy rủ mấy là ở chùa rồi mà cái chùa tụng kinh Mo Phật chưa ghê bằng cái người khóc thê. Ở biết nó khóc thê mà hồi xưa không có âm ly loa các mẹ, thời trường rồi đừng bị mà hồi tao còn nhỏ mà không có ly loa đâu mà nó khóc cả đêm vậy rồi biết mà nó khóc cụ mà rỡ chứ nó liệt mày da gà chứ đồ đủ mới chung sớm mà rượu ngủ không được không nhớ luôn á, nó rỉ là thấy ghê đó. Trời ơi rồi thiệt đã khóc mà còn gõ gõ chuột Nó gõ rên mõ bốn mấy chuột năm nay mà nó vẫn rên luôn, bốn 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 ghê nó rên tới bốn bảy năm nay thiệt mà vẫn còn rên. đúng rồi. Hồi nhỏ rõ ràng mày nói cái tập tục đó là của người Việt Nam có đó, khóc thuê khóc bướng á thiệt tình mà mấy người khóc thuê ừ mà khóc ghê lắm kìa, khóc kinh khủng không có nước mắt thì mà rên rỉ ơi là trời ơi, làm sao cha mẹ bỏ con tùm lum mà sắp mà một gia đình bị có tang mà cả xóm ngủ cũng được luôn đủ thì cả xóm ngủ cũng được luôn, nó rên cả đêm đủ tao từ sợ luôn đồ hủng mắt bỏ gì đó để bố lên bố nói gì à, cái gì à nó khổ vậy đó thiệt mày à, đủ cái trang này lên con đứa hả Dạ, nên là bên trên lên được vậy có người à. dạ ok thì tao đi lên tao nói vậy cái này rối là nhân quyền thì tao nói mày nó làm riết rồi là có nghĩa là cái kiểu là cứ tới lui chỉ có bao nhiêu thôi tao khổ lắm, nó không hiểu được giống mình nói cái là cái vị trí nó nằm ở đâu, tao thiệt mày khổ lắm bà rác rác rồi cái Việt Nam mình này, coi giống như đó cũng gì tao nói mày rồi coi không ra cái gì cả chẳng ra cái gì mà tao nói với mày nghe cái yếu tố mà cái gì những cái cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thì yếu tố nó xuất phát ở tại của Mỹ này đúng không, thằng Mỹ này là của Mỹ thì quên nào nhưng mà mày nghĩ nè cái gì ngày qua nhà người ta mà nó không biết cái đầu đó là một đống rác đâu, mà cái chỗ nhân quyền của Mỹ là tệ nhất cái trong cái đám năm là cái đám lộn xộn mà thấy rõ ràng không, nó chết hàng ngày nó bắt nhau hàng ngày nó cướp của nó hiếp dâm nó giết người như quá nói chung là đồ đàn áp rồi sao, tao cứ gửi cho mày một clip mà cảnh sát nó bắt nó quýnh nhau nhỏ kia không biết nó có bầu hay không mà trong trong đồn công an á tay thua luôn mà quýnh đó là người ta đàn bà mà đàn ông mà ở trong đồn công an mà mặc sắc phục cảnh sát trong cái phòng giam nó quýnh tay thua luôn nó quýnh đủ thứ rồi mới đặt nó là gì, nó là người trong cái nước Mỹ này nè nó là coi như là phạm tội ác về đường nhân quyền là số 1 thế giới luôn, nó không có thứ gì đâu làm cả kể cả chó mèo luôn giết luôn mà thấy rằng cái cảnh mà nó bắn chó người ta không đủ. Từ thú vật cho đến con người á đủ mà nó một năm như vậy thì cái báo New York Times và trung bình là cảnh sát bắn người là mấy ngàn người chết vì về súng đạn của bullet á, trong đó có phạm pháp có đủ thứ nhưng mà đa số đều bị bà bắn, nhân quyền ở đâu, người Mỹ làm gì có nhân quyền, để tao nhắc đi nhắc lại hoài khi chúng ta ở xứ người chúng ta ở cái thân phận chúng ta nằm ở vị trí nào của đất nước đó để khéo mà sống sống ở đây là sống để tôn trọng pháp luật của nước sở tại, còn ngược lại mà cái thằng nào bệnh qua bên quan là đủ bực thôi, giống như anh cảnh sát tâm lý ví von thì vậy, cảnh sát Việt Nam mình kêu gọi một người để dừng xe lại để mà phạt vi cảnh hoặc là ta kiểm tra hành tránh ù mà không hết rồi xong chỉ chỗ là anh có cái gì điều lệnh gì xét tôi không này kia đủ mà qua Mỹ rồi mà thấy không có một cái hàng ở Việt Nam nó tên là khoa mít mình nhớ không, khoa mít nó qua nước Mỹ nó chạy qua Ấn Độ nó like một tim lên tim luôn, nó ở Mỹ nghe không có dùng cái từ đủ má điều lệnh gì của anh đâu nghe nó mất chết mẹ đủ chứ mà chính nó là người Việt Nam nó qua bên đây qua nó đi du lịch mà nó còn nói câu đó live stream nó thẳng luôn mà nó nói tại cái chuyện luôn nói cho mày thì mình hiểu rằng nó là người Việt Nam nó qua nước Mỹ thì nó hiểu là cái công an giao thông của Việt Nam và công an giao thông của Mỹ như thế nào, nó so sánh rõ ràng mà ở đây không có chuyện mà coi nó được lên mà lạng qua nó bắt thề xì mẹ gáo mày coi lại cái clip của clip của con bé đó nói như vậy thì mày hiểu là nhân quyền ai cao hơn rõ ràng vậy tiết kiệm bao nhiêu chuyện thôi khổ đúng. Ở Mỹ này là không nói đủ cái quỳ là quỳ làm sắc đứng lên luôn đưa tay lưỡi tay không có cái gì cãi mày muốn cãi mày ra rồi người tỏa mày cãi đủ coi Việt Nam mà đứng kèn cửa đủ đùm lum tựa ra đủ còn chỉ tay chỉ mặt ra đủ mà ở Mỹ này đủ cái rổ đủ cái đầu nó thành cái rổ rồi đủ má mở thế
dân quyền Việt Nam cao hơn gấp 5.000 lần thằng Mỹ nó hẳn là vậy. Người dân Việt Nam mình nó thiệt là riết rồi họ coi thường cảnh sát giao thông, họ không có sợ. Còn ở Mỹ thì khi nào có chuyện gì xảy ra ở trong xóm thôi, tự nhiên cái hú còi cái xe cảnh sát chạy tới là rượu nhà đứa nhà nào để lấy rượu mà vô đóng cửa rồi luôn, giờ mình ló mắt là giờ có chuyện gì xảy ra. Đại khái là gì? Nghĩa là ý tôi muốn nói là cái sắc phục của cảnh cả thằng là nước Mỹ á, nó tượng trưng là nó là chấp pháp, có người đã đại diện pháp luật, thành ra không có ai được quyền lộn xộn với nó cả. Mấy ông không ai đứng trong pháp luật, thành ra bị đó dân chúng họ rất là sợ. Mày muốn giao đụng với tao, mày muốn lứt liền. Ê, không mà anh có chuyện gì đó từ 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 đủ chỉ gắt thôi, Dạ, là lý hăm tưởng. dọa thôi, đủ mà là đã teo rồi. Còn Việt Nam mà nó thắt luôn, đủ nó quýnh công an luôn, đủ thắt khổ vậy đó. Mỗi tao nhiều khi tao nghĩ cảnh sát Việt Nam mà kết tội rồi gì đâu và buồn ghê. Ok thì mới bố tám chút xíu rồi là rồi con ok cho ai lên đi. Dạ, gam bố. Ok rồi, ok rồi.